Đây. Đấy, cùng cái máy đó, cùng trạng thái đó. Anh em xem này. Xuống còn 0,1 mà trong lúc đó lúc ban đầu là một hơn hơn 100. Máy im re không có một cái tiếng gì. Thì anh em mới thấy được cái lọc sau khi đã căn chỉnh chuẩn chỉ thì nó hiệu quả như thế nào rồi anh em nhé. Đấy, bên em có bán máy rất nhiều. Đấy, đây là hai cái máy em test để giới thiệu tới anh em, đồng thời em gửi cho hai bác Hồ Chí Minh luôn. Đấy, thì bây giờ em đo lại này. Lọc đi vào. Đó. Điện điện lưới đi vào lọc rồi ra máy. Im re, không có một đồng tĩnh gì luôn. Bây giờ em rút 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 lọc ra nhá. Rút điện ra. Ok chưa? Đấy. Cắm máy vào.